Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc, tiếp tục cập nhật thông tin về công chúa Thiết Nhung và hoàng tử Bánh Bò nha cả nhà. Vậy là mini show bất đề của cả hai 13 tháng 7 đã chính thức thông báo có địa điểm tổ chức, đó là tại phim trường truyền thông Khang, số 5B đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một phim trường rất rộng, vì vậy sẽ là một không gian lý tưởng, rộng rãi để mọi người đến giao lưu, trò chuyện cùng với cặp đôi công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò. Hiện tại rất là nhiều fan người hâm mộ của Thiết Nhung và Giác Long đã đăng ký đến xem mini live show này cũng như là xem online. Đó là điều rất tuyệt vời, rất hạnh phúc mà Thiết Nhung và Giác Long nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Một đêm nhạc sẽ rất nhiều ý nghĩa. Hiện tại Thiết Nhung và Giác Long cũng đã tập dượt 18 ca khúc mới trong đêm nhạc để gửi đến với tất cả mọi người những bản hát mới nhất mà cặp đôi sẽ song ca và thể hiện trong đêm nhạc bất đề đầu tiên của cả hai. Đó là điều rất tuyệt vời. Hiện tại rất nhiều cô chú anh chị mong chờ và tiếp tục gửi những lời chúc mừng đến với cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long. Ở thời điểm hiện tại, sự kết hợp của Thiết Nhung và Giác Long nhận được vô vàn sự yêu thương và ủng hộ của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Hiện tại cũng có nhiều cô khán giả ở hải ngoại cũng đã bay về Việt Nam để xem show bất đề của cả hai 13 tháng 7 tại phim trường truyền thông Khang, số 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm nhạc tuyệt vời. Thì sáng hôm nay Tuyết Nhung đã trổ tài vào bếp nấu một món, đó là món lẩu mắm. Lẩu mắm thì cả nhà nếu thường xuyên theo dõi, đây là một món mà Bảo Bảo và Giác Long, Giác Tý thường xuyên nấu tại shop Bảo Bảo cũng như là sẽ giao hàng cho khán giả nào đặt món lẩu mắm. Thì gia đình Bảo Bảo, Giác Long, Giác Tý sẽ gửi hàng đến. Thời gian vừa qua, Tuyết Nhung cũng đã đến với Bảo Bảo Food, shop Bảo Bảo, và đã được Bảo Bảo, Giác Long, Giác Tý đãi cho món lẩu mắm. Thì Tuyết Nhung ăn rồi Tuyết Nhung nghiện. Về đây Tuyết Nhung đã chính thức trổ tài nấu món lẩu mắm qua sự bàn tay đầu bếp của Tuyết Nhung, cũng đã được hướng dẫn chỉ bảo từ Bảo Bảo. Thì được biết lần này món lẩu mắm sẽ được Tuyết Nhung xuống bếp trổ tài, và Tuyết Nhung sẽ quay lại cái quá trình làm lẩu mắm cũng như chia sẻ về cái món ăn này để gửi đến với tất cả khán giả, những người luôn yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung. Vào lúc 12 giờ trưa nay 20 tháng 6 thì trên kênh YouTube của Tuyết Nhung Vlog, Ghiền Chá Nà sẽ công chiếu về việc Tuyết Nhung trổ tài xuống bếp lần đầu nấu thử lẩu mắm sẽ ra sao. Tuyết Nhung nấu thử lẩu mắm sẽ như thế nào đây? Đó là cái tựa đề mà Tuyết Nhung sẽ giới thiệu về cái món lẩu mắm qua bàn tay chế biến của Tuyết Nhung. Mọi người hãy nhớ vào kênh của Tuyết Nhung Vlog, Ghiền Chá Nà sẽ công chiếu cái
Quá trình xuống bếp của Tuyết Nhung chia sẻ về cách làm món lẩu mắm này rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Thì song song với việc ca hát thì Tuyết Nhung có kênh YouTube là Phạm Tuyết Nhung Singer để up công chiếu về những bài hát mà Tuyết Nhung hát đơn ca, hát song ca cùng với các bạn diễn của mình. Thì mọi người hãy vào kênh Phạm Tuyết Nhung Singer để nghe những bài hát của Tuyết Nhung. Còn kênh YouTube Tuyết Nhung Vlog Ghiền Chá Nà sẽ chia lại những cái thước phim, những hình ảnh hậu trường cũng như những lúc vui chơi của Tuyết Nhung. Vì vậy thì Tuyết Nhung có hai kênh YouTube. Mọi người hãy vào hai kênh. Kênh thứ nhất là Phạm Tuyết Nhung Singer. Kênh thứ hai là Tuyết Nhung Vlog Ghiền Chá Nà. Vì vậy mọi người hãy vào hai kênh để chúng ta xem những hình ảnh của cô công chúa cũng như những bài hát hit của cô công chúa trên kênh YouTube Phạm Tuyết Nhung Singer. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Đó là một việc mà chúng ta thấy được Tuyết Nhung rất năng nổ, rất là nhanh nhẹn, tranh thủ làm mọi việc. Một cô gái trẻ rất năng động. Hiện tại thì Tuyết Nhung đang trưởng thành, một giọng hát ngọt ngào. Hình ảnh của Tuyết Nhung rất là chỉnh chu trên sân khấu, rồi liên tục show biểu diễn cùng với Giác Long được nhiều cô chú anh chị khán giả ngợi khen, đặc biệt là sắp tới show mừng sinh nhật đầu tiên của cả hai 13 tháng 7 diễn ra tại phim trường truyền thông khen. Rồi sau đó 14 tháng 7 Tuyết Nhung tiếp tục tổ chức buổi họp mặt fan mừng sinh nhật của Tuyết Nhung tại nhà hàng Buda Chai của mẹ Phi Nhung. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Rồi tiếp đó, vào ngày đúng ngày sinh nhật của Tuyết Nhung luôn, ngày 19 tháng 7 thì Tuyết Nhung có một cái show ở Hà Nội, và show này với chủ đề là Hạ Thương, với sự xuất hiện của Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Giono, Phú Sĩ, Hồ Khắc Tùng, Minh Luân và Thiên Hương. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi tại sao trong cái show này không có Giác Long, mà đúng vào ngày sinh nhật của Tuyết Nhung, ngày 19 tháng 7 mà không có Giác Long. Thì thật sự show 13 tháng 7 thì cả hai đã tổ chức show rồi. Đó là ngày birthday chung của Tuyết Nhung và Giác Long. Còn ngày 19 tháng 7 này tại Hà Nội, đó là bầu show người ta mời các ca nghệ sĩ ra biểu diễn, thì trong đó có Tuyết Nhung, có Thiên Ngân, có Juno. Biểu diễn ở đây là do bầu show mời, chứ không phải là show riêng của Tuyết Nhung và Giác Long. Nên mọi người hãy hiểu điều đó. Có rất là nhiều cô chú anh chị tại nói tại sao không mời Giác Long. Có mời Giác Long hay không, đó là do bầu show, chứ không phải là do Tuyết Nhung quyết định. Vì vậy, trong show 19 tháng 7 không có Giác Long nha cả nhà. Cũng như tại thời điểm hiện tại, mọi người lại hỏi tại sao Tuyết Nhung đi hát với Giác Long mà Tuyết Nhung không hát với Trường Sang. Vì hiện tại là Tuyết Nhung kết hợp với Giác Long được bầu show mời biểu diễn chung. Chưa có bầu show mời Tuyết Nhung và Trường Sang. Nếu có bầu show mời Tuyết Nhung, Trường Sang thì dĩ nhiên cả hai sẽ biểu diễn chung với nhau. Đó là điều bình thường, vì tình cảm của các bạn là rất tốt đẹp, là những người bạn diễn ăn ý với nhau. Quan trọng biểu diễn ở đây đó là do bầu show mời thì ca nghệ sĩ tham gia mà thôi. Ở thời điểm này thì bầu show mời Tuyết Nhung và Giác Long, cũng như là ngày 19 tháng 7 thì show này ở Hà Nội trùng vào ngày sinh nhật của Tuyết Nhung, thì chỉ có Tuyết Nhung, Thiên Ngân,
và Juno tham gia mà không có mời Giác Long, đó là do bầu xô nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe một số chia sẻ cùng với Phúc. Nhớ cho Phúc xin một like cũng như một đăng ký kênh nếu cô chú anh chị chưa đăng ký, và đặc biệt ấn vào chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ Phúc An TV nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.